Chào cả nhà nha, hôm nay mình làm món trà sữa trân châu khổng lồ nha. Cả nhà chuẩn bị đón xem của mình nha. Đây là thành viên trong nhà mình đang chuẩn bị phẩm đây. Đây là trân châu đây, trân châu mình làm hương vị cà phê nha. Đây, mình đã làm xong rồi, tí mình bỏ vào nước mình luộc. Ủa trân châu em dò giống thuốc bắc quá vậy? Tại nó có hương vị cà phê nên nó thấy nó đen đen á anh. Mà ăn nó rất là ngon. Vậy thử xem sao nha. Đây hãy chờ đón tác phẩm của hai người đẹp của mình nha. Trân châu khổng lồ. Đây hôm nay mình sẽ làm một ly trà sữa khổng lồ nha các bạn. Trời này nóng quá, nay mình sẽ làm trà sữa thạch hương vị từ cà phê nha. Đây bây giờ bắt đầu mình sẽ bỏ đổ đầy mấy nha, đổ đầy quá tại vì mình đổ sữa vô nó sẽ bị tràn. Cái ly này quá là khổng lồ, mình nấu cả son trà sữa luôn á mà đổ vô mà uống không đầy. Đây. Thạch đen nó đã chìm nè các bạn ơi. Giờ mình thưởng thức một miếng nha. Dạ, mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Ngon quá hương nhậu ơi, thật nó dai dai thơm vậy. Giờ hôm trước mình cũng đã nói với các bạn là mình sẽ làm một ly trà sữa khổng lồ, mà hôm nay mình sẽ làm một ly trà sữa khổng lồ. Thân châu đừng đen nha. Này hương vị cà phê nha cả nhà. Wow, bây giờ mình thưởng thức miếng trân châu coi. Brrrr.
trời nóng này mà uống cái một ly mà lớn gì tải gì đâu, đang khát nước mà uống cái này xả. Mà đang thử cái châu này. Trời nóng thì uống cái ly châu này nó đã. Các bạn thấy cái ly trà sữa canh châu bự nha. Hôm nay gia đình mình nắng nóng quá cho nên là mình cũng nảy ra cái ý định làm ly trà sữa canh châu để đãi tất cả mọi người trong nhà. Hôm nay mình uống trước, ngày mình thưởng trước thì nó có ngon không mình mới đãi nha. Rồi mình xin kết thúc video đây. Xin tất cả các bạn xem và ủng hộ kênh nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Không quên là comment bình luận ở dưới những suy nghĩ và cảm nhận của các bạn để cho mình phát triển thêm và có thể là quay nhiều video hay hơn và giúp ích cho mình được biết tìm hiểu được cách nào để subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn.